thì bên em cái gói này sẽ hỗ trợ cho anh là gì, có nghĩa là 5% hoặc là 8% hoặc là 10% đi ha. Rồi anh đầu tư một cái khoản đó trong một tuần, bên em bao cái lợi, bao cam kết lợi nhuận cho anh, bao cam kết lợi nhuận đó. Thì cái gói nó đầu tư khoảng nhiều không bạn? Dạ tối thiểu thì bên em là tầm 3.000 trở lên. 3.000 đô à? Dạ vâng. Anh đầu tư giá trị của quốc tế, những cái cổ phiếu có giá trị lớn, ví dụ như công ty Apple nè, Microsoft nè, Google nè, đó. Thì Việt Nam nó không can thiệp vào được, có nghĩa là họ không can thiệp vào cái chuyện mà anh đầu tư. Đó. Ở đây tính minh bạch pháp lý là anh lựa chọn những cái văn phòng đại, có đại diện, có trụ sở văn phòng ở Việt Nam. Cái thứ hai nữa là nó đứng trên thị trường này vẫn là từ 5 đến 10 năm. Đó. Điểm sàn nó cao và nó được các nhà môi giới khác tin dùng và giới thiệu cho nhau. Đó. Thì ở đây sàn bên em là một trong số đó luôn. Đó. Nên ở đây có những cái giấy phép, giấy tờ liên quan, ví dụ như giấy phép của FCA nè. Thì cái điều kiện để thỏa mãn và cái điều kiện để nhận được cái giấy phép FCA á, thì anh có thể lên Google anh search, hoặc là em có thể gửi hai cái tờ giấy này cho anh để anh xem và cái thông tin công ty ở bên sàn bên em luôn. Đó. Ờ rồi. Nhưng giờ dạ, mình cũng không có biết thông tin gì nhiều, cũng không biết về cái đầu tư dạ, này như thế đây, nào. Dạ cái đó, cái này á, hướng đầu tư thì em cũng sẽ hướng dẫn cho anh trong đó. Anh muốn biết là chính xác là anh đang tìm về cái sàn uy tín anh đầu tư đúng không ạ? Thì đó, thì bây giờ em cũng có thể hỗ trợ cho anh luôn. Mình giờ chưa biết gì á, cái bên lĩnh vực bên đó mình chưa biết gì á. Dạ, hôm trước mình nghe bạn mình nói sơ sơ ấy, mình cũng thử đi tìm hiểu thử mà hôm giờ cũng không còn quan tâm nữa, mình cũng không có kiến thức về nó nhiều. Kiểu mơ hồ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Thì em sẽ nói sơ qua cho anh về cái kênh đầu tư chứng khoán phát sinh này thôi, để cho anh có thể hình dung anh nắm được hả? Thì cái kênh đầu tư này anh sẽ dựa trên các thông tin biến động trên thị trường. Ví dụ là về trái phiếu chính phủ ở Mỹ nè, hay là về dịch Covid vaccine đó, hay là những cái sản phẩm doanh thu của các công ty lớn như là từ Apple, từ iPhone đó anh, Apple nè, Pepsi nè, Coca-Cola nè, Amazon đó, đó là những cái sản phẩm, cái doanh số bán ra của nó công ty nó càng tăng trưởng, và khi mà mình mua vào cái cổ phiếu của nó thì mình càng kiếm được lợi nhuận từ nó đó. Thì ở đây anh có thể kiếm được lợi nhuận từ cái sự chênh lệch giá của các sản phẩm anh đầu tư. Anh hình dung được chỗ này chưa ạ? Rồi thì dạ thì ở đây á, các sản phẩm ở thị trường này sẽ gồm có là forex, vàng, dầu rồi và cổ phiếu. Nếu mà anh là người mới, anh bước vào thị trường á, thì anh có thể đầu tư về cổ phiếu, anh có thể tìm hiểu cổ phiếu, bởi vì cổ phiếu là cái dễ nhất để mình bắt đầu. Còn những sản phẩm khác á, thì sau này ví dụ mà anh có hứng thú với vàng hay dầu á, thì anh có thể bắt đầu từ từ tìm hiểu. Thì ở đây á, bên em cũng sẽ đưa ra những người hỗ trợ cho anh đó, để anh có cái chiến lược, cái hướng đi mà an toàn khi mà anh đầu tư trong cái thị trường này. Dạ. Thì cổ phiếu ở đây á, thì không biết là anh có tìm hiểu sơ qua về cổ phiếu chưa? Mình chưa biết gì hết đâu. Thì cổ phiếu ở đây á, thì anh đầu tư vào á, ví dụ như là anh biết công ty Apple đúng không ạ? Biết ạ. Dạ vâng, thì công ty Apple là một cái công ty có cái vốn hóa đi đầu thị trường, nó là về lĩnh vực công nghệ. Đó, thì sắp tới đi, bây giờ giá của Apple, giá của iPhone, giá cổ phiếu của nó đang là 127 đô, đang là 127 đô. Thì em ví dụ như thế này, anh mua vào 100 cổ phiếu của Apple đi, thì anh sẽ mua trên cái giá trị của nó, anh sẽ bỏ ra tầm 2% để anh nắm giữ cái giá trị của nó thôi. Tức là anh bỏ ra tầm 5 đô để anh sở hữu một cổ phiếu, đó là 100.000 đi, anh sở hữu một cổ phiếu đó. Ví dụ anh mua 100 cổ phiếu của Apple, nó tăng lên tầm 130, tức là nó tăng lên 3 giá, từ 127 lên 130 là 3 giá. Anh nắm được chỗ này chưa? Mình hiểu. Dạ, thì anh sẽ lời được 300 đô. Thì cái số lợi nhuận, cái lợi nhuận tăng trưởng từ cổ phiếu này nè, nó sẽ dựa vào cái khối lượng mà anh mua vào bao nhiêu cổ phiếu, từ 50, 100 hay là 200 hay là 300. Đó, thì anh cứ nhân lấy cái số mà nó tăng trưởng lên 128, 129, 130. Đó, cái này gọi là tăng trưởng về cổ phiếu. Cái này là cái nguồn lợi nhuận thứ nhất mà anh đầu tư vào, bởi vì những cái công ty mà như Apple hay là Microsoft đó, những cái công ty này nó lớn, nó đứng trên thị trường và nó có chi nhánh ở Việt Nam luôn, thì anh cũng có thể an tâm về chuyện này đó. Cái thứ hai nữa là những cái công ty này anh có thể đầu tư về cái mức độ là tăng trưởng ổn định của nó,
nó không bị gọi là nó không bị biến động, là anh cũng không phải lo về vấn đề mà công ty nó bị phá sản hay gì cả. Tất nhiên là nó vẫn có thị trường, nó vẫn có khi đi xuống, nhưng mà ở đây nó xuống thì cũng không quá sâu, tại vì công ty nó lớn mà, nếu mà nó để cổ phiếu xuống sâu thì sẽ ảnh hưởng tới công ty của nó đó. Anh hình dung được chỗ này chưa? Đúng rồi, nhưng mà bạn nói mình cảm thấy nó dễ dễ, mình cũng không hiểu lắm. Ví dụ như không may thị trường nó xuống, mình thua lỗ thì sao? Ý là mấy cái đó đầu tư mình cũng chưa có, mình chưa có biết gì nhiều á. Dạ không sao. Tất nhiên là không phải, nó không có dễ mà nó cũng không có khó, nhưng mà anh đợi xíu. Em nói xong cái phần mà lợi dụng này xong thì em sẽ tới cái phần mà chiều lên mà chiều xuống luôn đó. Thì cái lợi nhuận hồi nãy em nói ra là về lợi nhuận tăng trưởng cổ phiếu đúng không? Thì anh đầu tư cổ phiếu thì anh sẽ nhận được thêm cái lợi nhuận từ cái cổ tức nữa. Thì cái cổ tức là em sẽ đưa ra ví dụ anh mở một cái nhà hàng lớn ha, em bỏ 100 triệu vào đó, em giống như là đóng góp cổ phần á anh. Em bỏ vào 100 triệu vào đó, em hỗ trợ cho anh cho cái hoạt động của cái nhà hàng anh đi lên đó, tầm 3 tháng đi, 3 tháng cái nhà hàng anh hoạt động tốt có lợi nhuận đó, anh chia lại cái phần lợi nhuận đó cho em, anh chia lại cái phần lợi nhuận đó cho em đó. Thì lúc này á, cái phần này gọi là cổ tức, giống như là cái việc ví dụ anh đầu tư tầm 100 cổ phiếu của Apple vậy, thì cuối tháng này là ngày 30 tháng này á, nó chia cho anh là 0,2 đô, hoặc là nó chia anh 0,5 đô trên một cổ phiếu đi, thì anh lấy là 100 cổ phiếu anh nhân với 0,5 thì lúc này anh sẽ nhận được 50 đô. Và cái 50 đô này á, thì nó sẽ thường thường nó sẽ chia trong ngày anh luôn đó. Thì cái tiền này thì em chắc chắn ra là trong thị trường nếu mà anh đầu tư cổ phiếu thì sẽ nhận được bất kể ở sàn nào luôn. Thì nhưng mà ví dụ như có giống cổ phiếu ở Việt Nam không? Ví dụ như cổ phiếu khi mà giá nó lên đúng không? Khi mà người ta chia cổ phiếu thì cái giá nó cũng xuống mà, đâu có phải là chia cổ phiếu là cái giá nó lên đâu. Thay vì cái giá trị cái lúc mình nắm giữ mà nó chưa chia. Ý anh là khi mà nó chia cổ tức xong, anh nhận cổ tức xong là giá cổ phiếu đi xuống đúng không? Đúng rồi. Ok, thì ở đây là có tùy công ty thôi anh. Ở thị trường quốc tế là tùy công ty. Bởi vì khi mà anh nhận cổ tức xong rồi, đồng nghĩa với việc là các nhà đầu tư họ thấy mình có lời rồi, mình sẽ bán tháo cổ phiếu ra, mình sẽ bán hết cổ phiếu ra đó. Thì lúc này khi mà họ bán tháo cái cổ phiếu ra thì thị trường sẽ đi xuống, tức là nó sẽ đảo chiều, nó sẽ đi xuống. Nhưng mà nếu công ty đã sắp tới nó tung ra cái ngày là báo cáo doanh thu, tức là báo cáo cái số lượng doanh thu trong 3 tháng trong cái quý vừa rồi của nó đó, nó chốt lại cái giống như là chốt doanh số tồn trong ngày á, thì tiền hợp bán được trong ngày á, nó tung ra đó. Thì khi mà chia cổ tức xong không, thì nếu mà nó kề cái ngày đó luôn là 4 ngày sau mà nó báo cáo doanh thu, hoặc là 5 ngày sau nó báo cáo doanh thu á, thì lúc này họ sẽ không, cái lượng cổ phiếu nó có đi xuống cũng không bao nhiêu hết. Anh có thể cài cái lệnh, tại vì trong cái hệ thống mà MT4 á, thì cái hệ thống này là cái, anh có thể coi là cái công cụ mua và bán ha. Đó, nó có một cái lệnh, cái hệ thống này nó có cái lệnh là lệnh cắt lỗ tự động cho anh. Tất nhiên là thị trường này có lên có xuống, có rủi ro, thị trường này cũng có rủi ro cả, nhưng mà ở đây bên em sẽ hạn chế cái rủi ro cho anh. Thấy bạn nói cũng rắc rối, nó khó lắm. Mình nghĩ bạn nói toàn mấy cái gì mình không hiểu nhiều lắm không? Tại vì mình cũng ngại, không dám đầu tư đâu, okay. Chắc mấy cái này mình không đầu tư được quá. Dạ, thì cái này cũng là kênh đầu tư, nói chung là nó cũng không có khó, nhưng mà anh chịu khó, anh xem tin tức một chút là anh sẽ hiểu thôi. Bởi vì nếu được thì em sẽ gọi hỗ trợ cho anh tầm 2 ngày. Ví dụ mà cái nào anh không hiểu, anh cảm thấy không hiểu thì anh có thể nói em hỗ trợ lại cho anh. Đó. Dạ, anh hình dung chưa? Thì mình cũng hình dung được sơ sơ, nhưng mà thôi chắc để mình tìm hiểu thêm, chứ bây giờ mấy cái này mình thấy bạn nói mình không có hiểu, với mình người mới á, chắc mình cũng không có tham gia được, mà cũng sợ mất quá, sợ thua lỗ quá. Dạ không, ở đây á, cái rủi ro là ở đâu cũng có, nhưng mà bên em sẽ làm gọi là hỗ trợ cho anh quản lý cái rủi ro này, bởi vì hệ thống nó có cái lệnh là tự cắt lỗ, cũng như là cái lệnh chốt lời tự động phòng khi mà anh giao dịch á, mà anh bận quá, bất anh không có thời gian đó, thì lúc này anh sẽ dùng cái lệnh này anh quản trị cái rủi ro của cái tài khoản của mình. Thứ hai nữa là không phải là anh vào là anh bước vô cái vùng giá đó anh mua luôn, bên em sẽ hỗ trợ là lựa chọn cái vùng giá tốt để anh có thể đầu tư đó. Tâm lý ở đây á, những người mới như anh là đều là sợ là bị rủi ro, là bị thua hết tiền, nhưng đúng mà rồi.
thị trường ở bên em là thị trường hai chiều, ví dụ mà thị trường nó đang đi xuống á thì anh có thể vào anh sell, anh đặt cái lệnh sell luôn, đặt cái lệnh bán ra thì lúc này anh sẽ có tiền, rồi là anh sẽ có cái lợi nhuận. Cái phần trăm lợi nhuận nó không có bằng cái phần trăm mà khi nó tăng trưởng, nhưng mà ít ra nó cũng bù vào phần nào cái việc mà anh bán tháo cổ phiếu ra đó. Cái việc bán tháo này giống như là cái kỳ vọng mà cái xu hướng mà anh đặt ra là cái con này, con iPhone này sắp tới nó bị lỗi con về điện thoại gì đó, nó ảnh hưởng tới công ty, ảnh hưởng tới doanh thu doanh số gì đó, đó khiến cho cổ phiếu của mấy con này đi xuống, thì anh đặt cái lệnh sell này và anh đã có lợi nhuận từ cái việc bán tháo, việc bán ra của cổ phiếu. Nhưng đó, mà ví dụ như thế là có cái cách gì mà bảo đảm mình là có lợi nhuận không bạn? Tại vì là mình mới tham gia, mình chưa biết cái gì hết mà bây giờ tham gia vào thị trường mình thấy nguy hiểm quá, mấy cái này nó rủi ro, lỡ mất không tiền thì sao, có cái gì bảo đảm được không khi đầu tư á, khi tham gia? Bên em có cái chính sách ưu đãi là anh khi mà anh vào bên em có một tuần để anh có thể test trình độ của kỹ thuật bên em đó, một tuần á, thì anh bây giờ khi mà anh vào đặt lệnh chắc chắn là nó sẽ hiển thị cái lệnh là cái số âm trạng thái, là có nghĩa là anh đặt á, ví dụ là anh mất 20 đô, cái đó là âm trạng thái tạm thời thôi, bởi vì khi mà anh đặt lệnh thì anh phải bỏ tiền vào cho họ, gọi là anh mua một số lượng cổ phiếu đó đúng không? Đó, thì bên em cái gói này sẽ hỗ trợ cho anh là gì? Có nghĩa là 5% hoặc là 8% hoặc là 10% đi ha. Rồi anh đầu tư một cái khoản đó trong một tuần, bên em bao cam kết lợi nhuận cho anh. Bao cam kết lợi nhuận đó. Thì cái gói nó đầu tư khoảng nhiều không bạn? Dạ tối thiểu thì bên em là tầm 3.000 trở lên. 3.000 đô à? Dạ vâng. Thì cam kết lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm bạn? Dạ 5% trong tổng số vốn, ví dụ 5% của 3.000 đó là 150 đô thì tầm một tuần. Nhưng mà sẽ không tính vào gọi là cái đặc biệt anh nhận cổ tức á, thì nó sẽ tính riêng ra, anh hiểu không ạ? Thì nhận cổ tức anh sẽ tính riêng ra, nó không trong cái gói mà cam kết lợi nhuận. Cái việc nhận cổ tức á là chắc chắn anh sẽ nhận được rồi, sẽ không tính vào cái việc mà cam kết lợi, cái gói cam kết lợi nhuận đó. Vậy cam kết lợi nhuận đó là chỉ là những cái lệnh ở thị trường, ví dụ như là về những sản phẩm như là vàng hay là những sản phẩm cổ phiếu trong cái thời điểm nó tốt á thì anh có thể mua vào. Nhưng ý là cái cam kết lợi nhuận bên bạn ấy mình không hiểu. Ví dụ bây giờ mình nạp vào 3.000 đô á, thì là mỗi tuần các bạn chia lợi nhuận 5% à, hay là nó như thế nào, hay là mình dạ phải tự anh giao dịch? Sẽ nhận được, anh sẽ nhận được một cái lợi, bên em cam kết lợi nhuận cho anh trong một tuần là anh được 5% trong tổng số vốn 3.000 của anh là 50 đô đúng không ạ? Trong một tuần á thì nếu mà anh cảm thấy ok thì anh có thể đầu tư, anh có thể tiếp tục anh đầu tư. Đó, ý là 3.000 đó là 3.000 tiền demo thôi hay là 3.000 tiền thật luôn bạn? Dạ 3.000 tiền thật cho anh, cái cam kết lợi nhuận. Cam kết lợi nhuận bên em đang ở chính sách mà. Tại vì mình mới á, mình không dám nạp tiền thật vô, sợ là thua lỗ á. Thua lỗ hay không á là do tâm lý của anh thôi. Đó, bên em có hỗ trợ cho anh là cái phần về quản trị rủi ro. Ví dụ thay vì anh đi một mình trong cái thị trường này là anh phải mất 90% cái phần rủi ro đúng không? Thì bên em đã hỗ trợ cho anh từ 80% rồi, thì 10% đó là còn lại là do anh nhận định cái thị trường này nữa. Đó, anh mới, đúng là anh mới, nhưng mà anh sẽ đầu tư trên cái mức là số nhỏ thôi. Ví dụ anh đầu tư bây giờ anh đầu tư 3.000 thì anh lấy cái cam kết lợi nhuận đó trong một tuần đó, anh nhận được cái lợi nhuận như vậy, anh test được cái trình độ kỹ thuật bên em rồi đó. Bên em gửi hỗ trợ cho anh như thế nào, anh có lợi nhuận sau một tuần đó, ví dụ anh có lợi nhuận á thì anh tiếp tục đầu tư, bởi vì bên em hỗ trợ cho anh tốt rồi đúng không? Anh tiếp tục đầu tư không sao cả. Nhưng mà nếu sau một tuần đó bên em hỗ trợ cho anh không tốt và anh cảm thấy không thỏa mãn thì ok, anh cứ việc rút vốn, thì bên em đâu hỗ trợ cho anh rút vốn. Ban đầu phải nạp vào 3.000 trước rồi mới được hưởng cái gói đó dạ, hả? Không. Anh, dạ cái gói này là áp dụng là tối thiểu là 3.000. Ở đây bên em không có ở ý là nạp cho anh là bao nhiêu cả, nhưng mà bây giờ anh muốn tham lấy cái gói này thì anh có thể lấy 3.000. Còn không, nếu mà anh có cái vốn ít hơn á thì bên em sẽ có cái gói ưu đãi hơn tùy vào số vốn của anh đó. Ý là cái cam kết lợi nhuận này là chỉ có một tuần đầu tiên thôi hay là cứ cam kết hàng tháng một vậy bạn? Đầu tiên thôi. Nhưng mà anh đầu tư là cổ phiếu á thì cái lợi nhuận anh nhận qua cổ tức thì nó rất là nhiều đó.
Tại vì bên em cũng đang có những cái thương vụ sắp tới như là công ty bất động sản của Hoa Kỳ nè, một tháng nó chỉ cổ tức một lần. Và cái giá mua vào cổ phiếu của nó rất là rẻ luôn. Chỉ có 18 đô thôi và anh đang đầu tư trên cái giá trị cổ phiếu đó thì anh chỉ bỏ ra tầm 20.000 để anh sở hữu một cổ phiếu. 20.000 đồng á, vì 5 đồng á, là 1 đô á, để anh sở hữu một cổ phiếu thôi. Lúc này ví dụ anh đầu tư được 3.000 đi. Anh đầu tư 3.000 đúng không? Đó. Anh mua tầm một khoản cổ phiếu của con AGNT này. Mình thấy khó quá. Ví dụ như thế bạn nói vậy, nhưng mà giờ đầu tư vào cái khoảng thời gian là giờ mình vào, mình có thể đầu tư, mình bỏ tiền vào mình đầu tư luôn được hả? Chứ không phải cần vẫn mất thời gian ạ. Mình nghĩ cho mình chắc là cần phải thêm thời gian, mình tìm hiểu thêm á, học hỏi thêm á. Anh cứ tìm hiểu, em sẽ hỗ trợ cho anh tìm hiểu luôn, chứ em không bắt anh hôm nay anh phải vào. Có nghĩa là thị trường, có nghĩa là có những cái thời điểm là cực kỳ tốt cho anh luôn, nhưng mà nếu mà anh nắm bắt được á thì nó sẽ có rất là có lợi cho mình. Nếu mà anh không nắm bắt được á thì thôi, cái đó gọi như anh xui. Đó. Trời, nhóm nói như vậy nó cũng không có gì bảo đảm, chắc mình không dám đầu tư đâu, thôi chắc để đợt khác đi. Có cái gì mình tìm hiểu một thời gian. Anh khả năng cái thời điểm ở đây á, có nghĩa là anh không nắm bắt được, có nghĩa là anh không đầu tư. Cái đó là anh xui. Tại vì sao? Tại vì anh bỏ lỡ cái thời điểm đó rồi, anh không có vào thời điểm này. Rồi là anh mất cái lợi nhuận này rồi, anh đâu có đầu tư đâu mà anh còn có lợi nhuận đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình không vào thì lượt sau mình giao dịch, mình tìm hiểu thì lại mình lại có cơ hội khác, mình lại vào cái khác chứ. Ví dụ như bây giờ mình không đúng vào rồi, cái đó thì rồi. Mình... Dạ đúng rồi, bây giờ anh chưa biết gì về kênh đầu tư thì không sao cả. Em sẽ gửi những cái thông tin cơ bản để anh tìm hiểu anh xem. Thì ví dụ trong một tuần, một tháng anh cảm thấy là bản thân mình ok hơn rồi. Bản thân mình đã tìm hiểu cái thị trường này ok rồi, anh sẵn sàng bước vào đầu tư rồi. Lúc này em với anh đã nói chuyện một thời gian và em với anh cũng đã tương tác được khá là nhiều lần rồi đó. Thì anh có thể yên tâm anh bắt đầu anh đầu tư. Đó. Lúc đó anh đã tự tin hơn với bản thân mình rồi. Em không bắt là hôm nay em phải đầu tư liền hay là cuộc gọi đầu tiên của em với anh. Em với anh đã biết gì về nhau đâu mà anh đầu tư đúng không ạ? Đó thì bây giờ anh chưa biết gì về kênh đầu tư, em hỗ trợ cho anh. Em hỗ trợ kiến thức cho anh. Đó, để anh nắm từ từ đã. Nếu mà anh muốn biết thêm về forex, muốn biết thêm về vàng dầu á thì ok, anh mình dành một thời gian nào đó đi, rồi anh em mình em sẽ nói rõ ràng cho anh từng cái. Rồi. Dạ rồi ok. Thì bây giờ anh em mình nói chuyện cũng lâu rồi á, em kết bạn Zalo với anh Đức được không ạ? Rồi có gì bạn kết bạn Zalo cũng được nhá. Anh đăng ký kết bạn giúp em nha. Rồi sau rồi. Em sẽ hỗ trợ cho anh những cái vấn đề sau cùng á. Rồi chào bạn. Dạ rồi, em cảm ơn anh, chào anh ạ.